Thông tin về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức nhường đất phục vụ dự án. Đồng thời cũng đang gấp rút hoàn thành hạ tầng các khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tại thì đang là mùa mưa. Tuy nhiên thì trên công trường của công trình khu tái định cư xã Long Đức, huyện Long Thành, nhân công đang đẩy nhanh các cái tiến độ của các hạng mục để nhằm hoàn thành cái công trình này sau 3 tháng nữa. Khu tái định cư Long Đức có diện tích gần 30 ha được khởi công vào tháng 2 2023 tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án bao gồm hơn 840 lô đất nền có diện tích trung bình từ 85 m2 đến 125 m2, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 3.400 người có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Sau hơn một năm gấp rút thi công, đây khu tái định cư đầu tiên của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như đường xá, lót gạch vỉa hè v.v. Hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư đã được hoàn thiện khoảng 90%, bao gồm hệ thống điện nước, thảm nhựa, lắp đặt trụ phòng cháy chữa cháy. Tiến độ đến thời điểm này là đạt khoảng 78% tổng tiến độ toàn bộ của dự án. Tất cả các anh em đều đang đẩy nhanh cái tiến độ để đạt được cái mục đích sớm nhất. Bây giờ đang tập trung vào cái hạng mục lát vỉa hè. Lát vỉa hè hoàn thiện một số cái điểm vuốt nối đường xá với lại trạm nước thải. Hạ tầng điện nước thì cơ bản là đã hoàn thành, cũng phải trên 90%. Khu tái định cư xã Long Đức là một trong hai khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành được khởi công để phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã cơ bản hoàn tất việc cắm mốc phân lô, công tác xây dựng hạ tầng cũng cơ bản hoàn thiện, đáp ứng điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống bằng việc xây dựng nhà cửa. Dự kiến từ ngày 15 tháng 6, địa phương bắt đầu giao đất tái định cư cho các hộ dân. Việc hoàn thành khu tái định cư Long Đức sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án. Thời gian tới là bọn em sẽ đẩy nhanh cái phần lát gạch vỉa hè để hoàn thành cái hạng mục hạ tầng các thứ. Và tiếp theo đó là cái bể xử lý của trạm nước thải. Dự kiến thì thời gian hoàn thành của toàn bộ dự án là nằm trong khoảng tháng 9 năm 2024. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6 2023. Tại Đồng Nai có hơn 1.500 hộ dân tái định cư. Trong 4 khu tái định cư được quy hoạch phục vụ dự án, chỉ có 2 khu tái định cư tại xã Long Đức và xã Long Phước, huyện Long Thành được khởi công xây dựng. Khu tái định cư xã Long Đức đang hoàn thiện, sớm bàn giao đất cho người dân trong thời gian tới. Đây là tín hiệu đáng mừng để dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc, đáp ứng tiến độ chung của toàn dự án.